Bộ Y tế cũng vừa đề nghị các đơn vị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Để đảm bảo tiêm chủng an toàn, tuân thủ đúng quy định giãn cách để phòng chống dịch tại các điểm tiêm, Bộ Y tế đã có hướng dẫn các điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao cho tiêm chủng. Các điểm tiêm cần bố trí hết đối tượng tiêm theo khung giờ, chia thành nhiều bàn điểm tiêm chủng, bảo đảm giãn cách, chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng cấp cứu đối với sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đến nay thì cả nước đã tiêm hơn 5,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Riêng Đà Nẵng đã tiêm hơn 34.000 liều và hiện nay đang tổ chức tiêm vaccine Moderna cho các đối tượng.